Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ dẫn địa lý đang trở thành tài sản thương mại giá trị có đóng góp không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội ở cả cấp độ quốc gia và khu vực. Việc bảo hộ đối với các sản phẩm chỉ dẫn địa lý là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên thì song song với đó, các cơ quan hoạt động quảng bá xúc tiến thương mại cũng cần được đẩy mạnh thì mới phát huy được hết hiệu quả mà tài sản sở hữu trí tuệ này mang lại. Khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA dự kiến có hiệu lực vào năm 2018, EU sẽ đồng ý bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. Và chính vì vậy, các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để khai thác hưởng lợi từ việc đăng ký chỉ dẫn địa lý. Một sản phẩm nông nghiệp hay thực phẩm được EU cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý phải đáp ứng được các điều kiện có nguồn gốc từ một địa phương, khu vực hoặc quốc gia cụ thể. Chất lượng, danh tiếng hoặc các đặc điểm khác của sản phẩm chủ yếu có được do nguồn gốc địa lý và ít nhất một trong số các khâu sản xuất được thực hiện trong khu vực địa lý xác định. Trước Hiệp định TRIPS, tại Thỏa ước Lisbon năm 1958, sửa đổi bổ sung năm 1979, thì chỉ dẫn địa lý được biết đến dưới một thuật ngữ là tên gọi xuất xứ và được định nghĩa là tên gọi địa lý quốc gia, khu vực, địa phương, nơi mà hàng hóa được sản xuất và hóa đó mang tính chất, chất lượng đặc thù của môi trường địa lý, bao gồm yếu tố tự nhiên và con người. Và trên thế giới thì tùy thuộc vào thế mạnh riêng và lợi ích cụ thể, mỗi quốc gia thì có thái độ khác nhau đối với việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Các nước châu Âu coi chỉ dẫn địa lý là đối tượng hết sức quan trọng và bảo hộ thông qua một hệ thống quy định riêng biệt. Việt Nam có rất nhiều sản phẩm chất lượng mang đặc trưng vùng miền. Tuy nhiên thì việc nhận thức cũng như là quản lý hiệu quả các tài sản này còn nhiều bất cập, như thiếu các hoạt động quảng bá sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, thiếu hệ thống cơ quan tổ chức kiểm soát về chỉ dẫn địa lý, nhất là về kiểm soát chất lượng sản phẩm gắn với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Do đó, việc đem đến những giá trị thương mại cho các nhà sản xuất cũng như đem sản phẩm có chất lượng mang chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đến với người tiêu dùng vẫn còn hạn chế. Thông qua cái hiệp định Việt Nam EU FTA thì chúng ta có thể có 39 cái chỉ dẫn địa lý cũng sẽ được bảo hộ ở thị trường nước ngoài. Tuy nhiên là cái việc khai thác ở thị trường trong nước cũng như ở thị trường nước ngoài cũng còn rất là hạn chế. Chúng ta mới dừng lại ở cái việc công nhận một cái thương hiệu xuất khẩu thì có thể nói là hầu như các chỉ dẫn địa lý này còn chưa được sử dụng. Và nó chỉ là những cái sản phẩm ở các vùng có chỉ dẫn địa lý thì có thể xuất khẩu, nhưng còn những cái sản phẩm đó để mang chỉ dẫn địa lý xuất khẩu thị trường chưa có. Tính đến cuối tháng 5 năm 2017, Việt Nam đã bảo hộ cho 55 chỉ dẫn địa lý, trong đó có 49 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam và 6 sản phẩm được bảo hộ tại 32 trên 62 tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, mới chỉ có duy nhất sản phẩm nước mắm Phú Quốc được cấp chỉ dẫn địa lý tại châu Âu, chiếm một tỷ lệ khiêm tốn trong số 7.000 chỉ dẫn địa lý đã được cấp tại thị trường này. Dự báo khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, EU sẽ đồng ý bảo hộ 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. Theo đó, các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam hoàn toàn có cơ hội để khai thác hưởng lợi từ việc đăng ký chỉ dẫn địa lý. Với sản phẩm bưởi Nam Roi của tỉnh Vĩnh Long, mặc dù chưa được EU công nhận chỉ dẫn địa lý, song với chỉ dẫn địa lý được công nhận tại thị trường nội địa năm 2013, đến nay sản phẩm này cũng đã dần tạo được uy tín đối với các đối tác xuất khẩu, trong đó có các nước EU. Hiện nay, cái diện tích bưởi Nam Roi là có khoảng trên 7.000 hecta. Thì với cái năng suất bình quân là khoảng 12 tấn trên hecta thì hàng năm thì sản lượng của nó gần 100.000 tấn. Hiện nay là bưởi Nam Roi là cái chủng loại mà được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới nhất. Ngoài xuất khẩu qua các thị trường châu Âu thì có thể xuất khẩu qua thị trường của Nhật Bản, của Mỹ. Việc mở rộng các sản phẩm, đặc biệt là nông sản hướng tới đăng ký chỉ dẫn địa lý đang là hướng đi đúng đắn để gia tăng cơ hội xuất khẩu sang EU. Sản phẩm được bảo hộ chủ yếu hiện nay là hàng rau quả chiếm 49%. Thủy sản và chế biến từ thủy sản chiếm 13%. Trước nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch cũng như đòi hỏi yêu cầu khắt khe về mặt chất lượng của EU thì việc công nhận và bảo hộ chỉ dẫn địa lý là cơ hội lớn cho xuất khẩu nông sản Việt Nam. Hiện doanh nghiệp và các địa phương cũng đã có sự chuẩn bị để phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm chỉ dẫn địa lý. Đối với bưởi Nam Roi thì hiện nay đã được cái cục sở hữu đăng ký cấp cái chứng nhận sản phẩm nhãn phẩm hàng hóa, nhãn hiệu hàng hóa thì hàng hóa và ngành nông nghiệp thì cũng đã rất là hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp cũng như là hợp tác xã sản xuất cũng như là cung ứng bưởi Nam Roi. Đặc biệt là hàng năm thì ngành cũng đã có dành một cái phần kinh phí để mà hỗ trợ về các cái dự án khôi phục kinh tế vườn cũng như là phụ dự án phát triển kinh tế vườn và dự án xây dựng cái vùng nguyên liệu. Trong đó thì chọn cái bưởi Nam Roi là cái chủ lực sản phẩm chủ lực.
Với nhiều sản phẩm nổi tiếng như thanh long, cà phê, chè, Việt Nam có khả năng khai thác để hưởng lợi lớn từ việc đăng ký chỉ dẫn địa lý. Nhưng để các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý vượt qua các rào cản kỹ thuật để vào thị trường EU, Việt Nam cần khuôn khổ chính sách quản lý tốt và các chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý cần đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực marketing, thương mại. Ngoài ra, việc kết nối xúc tiến thương mại sẽ tạo điều kiện giúp các chỉ dẫn địa lý phát huy được giá trị, chiếm lĩnh thị trường.